Bản tin trưa ngày 23 tháng 5, thêm 22 ca COVID-19 trong nước, Bắc Giang có số ca nhiều nhất. Trưa ngày 23 tháng 5, Bộ Y tế công bố thêm 22 bệnh nhân COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó Bắc Giang và Bệnh viện Ca cơ sở Tân Triều ghi nhận nhiều ca nhất. 22 ca mắc mới được phát hiện tại Bắc Giang 11 ca, Hải Dương 3 ca, Đà Nẵng 1 ca, Bệnh viện Ca cơ sở Tân Triều 7 ca. Cụ thể, Bắc Giang có 11 ca, đều liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung. Những người này gồm các bệnh nhân từ 5130 đến 5140. Kết quả xét nghiệm ngày 19 đến 22 tháng 5 phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh viện Ca cơ sở Tân Triều có 7 ca mới, gồm bệnh nhân 5123 đến 5129 là các F1 đã được cách ly trong bệnh viện từ trước. Hải Dương ghi nhận 3 ca, gồm bệnh nhân 5120 đến 5122, trong đó có một trường hợp là F1 của bệnh nhân 5038, hai người đang được điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 22 tháng 5 của các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, đến 12 giờ trưa nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 5.141 ca mắc COVID-19, trong đó có 3.658 ca lây nhiễm trong nước. Từ 27 tháng 4 đến nay, Bộ Y tế công bố 2.088 trường hợp lây nhiễm cộng đồng. Về tình hình điều trị, các cơ sở y tế đã chữa khỏi cho 2.721 bệnh nhân COVID-19. Những người chưa khỏi bệnh có 31 ca 3 lần âm tính với SARS-CoV-2 liên tiếp, 31 ca đã âm tính lần 2 và 56 ca âm tính lần đầu. Hôm nay, Bộ Y tế công bố bệnh nhân COVID-19 thứ 42 tử vong tại nước ta. Người này là K3022, nữ, 72 tuổi, thuộc chùm 14 ca bệnh đầu tiên của chuỗi lây nhiễm trong Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Bộ Y tế công bố tối mùng 5 tháng 5, cụ bà tử vong tối 22 tháng 5 vì viêm phổi nặng do SARS-CoV-2, suy đa tạng trên bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, tăng huyết áp. Những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh sẽ liên tục được Vietnamnet cập nhật trong các bản tin sau.